Thực hiện chỉ thị số 17 ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Thời gian qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra tại các bếp ăn tập thể, rà soát chặt chẽ quy trình từ nguồn gốc đầu vào đến khâu chế biến thức ăn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Đà Nẵng hiện có khoảng 80 bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp. Nhằm siết chặt công tác quản lý, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định phân công, phân cấp về việc quản lý bếp ăn tập thể. Theo đó, cấp thành phố tiến hành quản lý, kiểm tra bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Đối với cấp quận huyện, quản lý các bếp ăn tập thể bên ngoài dưới 200 suất và bếp ăn tập thể tại các trường học, nhóm trẻ gia đình. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra cái điều kiện cơ sở vật chất, là việc bố trí cái khu kho, khu sơ chế, chế biến, phân chia thức ăn và phục vụ ăn uống theo nguyên tắc một chiều để tránh nhiễm chéo, và cái nguồn nước sử dụng thì phải đặt cái quy chuẩn, cái vệ sinh cống rãnh nơi sơ chế chế biến phải được khai thông thường xuyên, cái trang thiết bị và dụng cụ để phục bảo quản là phải đầy đủ và đảm bảo cái nhiệt độ theo yêu cầu của nhà sản xuất thực phẩm. Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, chất lượng bữa ăn luôn là mối quan tâm hàng đầu. Bởi điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất lao động mà còn liên quan đến vấn đề sức khỏe. Ai cũng muốn sức khỏe mình là trên hết, thì bữa ăn phải đảm bảo chất lượng. Hiện có hai hình thức dịch vụ ăn uống tại bếp ăn tập thể. Một là doanh nghiệp đăng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ xuất ăn công nghiệp với các công ty có giấy phép kinh doanh. Hai là đơn vị tự nấu phục vụ nhân viên. Dù là hình thức nào thì khâu truy xuất nguồn gốc thực phẩm đặt ra nhiều thách thức. Bởi doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài nên khâu kiểm soát đóng vai trò rất quan trọng. Các nguồn thực phẩm mà để nhập vào tại bếp ăn mình luôn là lựa chọn những nguồn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hợp vệ sinh và hàng ngày là được sự kiểm tra của các bên bộ phận y tế và công đoàn phối hợp hàng ngày. Thực đơn hàng ngày ở đây sẽ được ban giám đốc xét duyệt và để kiểm tra về chất và lượng để cho đảm bảo cái bữa ăn của công nhân được đảm bảo an toàn. Trong quá trình kiểm tra bếp ăn tập thể, khâu lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm được xem là mấu chốt. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, ở cấp quận huyện, xã phường, khâu kiểm tra chỉ mới dừng ở mức độ test nhanh. Cái khó khăn là cái nguồn gốc thực phẩm và cái chất lượng thực phẩm. Thì trong quá trình kiểm tra thì đoàn có thể kiểm tra về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo, nhưng cái chất lượng sản phẩm thì phải có kiểm nghiệm, đánh giá. Thông thường thì các cấp thành phố thì có lấy mẫu để kiểm nghiệm, gửi mẫu phân tích hoặc là test nghiệm nhanh. Nhưng đối với cấp quận huyện và xã phường thì đa phần là kiểm tra và test nhanh thôi chứ không có lấy mẫu để đánh giá được. Cho nên là để đánh giá chất lượng sản phẩm thì hiện nay thì chỉ làm được cấp thành phố. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể luôn đặt ra những thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai đồng bộ các giải pháp và nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi đơn vị trong công tác bảo vệ sức khỏe cho người lao động qua từng bữa ăn chính là cách làm thiết thực để hưởng ứng chương trình 4 an của thành phố.